Xin chào mọi người. Buổi trưa thì mình sẽ có hoạt động gì đây ta? Hôm nay thì Du đang dự định là sẽ ra vườn để hái rau. Bây giờ mọi người xem video clip này của Du nha. Vậy là có hành ngò rồi, thì bây giờ để ta Dương sẽ nấu món gì đây ta? Hôm nay thì Dương sẽ nấu món canh khoai mỡ đi. Tại vì hôm nay mặc áo màu tím nè, cũng đang trưng với cái hoa màu trắng màu tím là dễ thương, cho nên là sẽ nấu món canh khoai mỡ. Mời cả nhà ăn nha. Dù khỏi phải giới thiệu thì chắc chắn mọi người cũng biết đây là củ khoai mỡ rồi. Nấu canh khoai mỡ thì không thể nào thiếu khoai mỡ được, đúng không nè? Cho nên là bây giờ mình sẽ xử lý cái củ khoai mỡ này trước. Như đang cắt nhỏ nhỏ ra, xong rồi mình sẽ bỏ vô cái đồ xay nè. Mình xay để cho nhuyễn cái khoai mỡ ra. Canh khoai mỡ mà nấu với thịt bằm ngon hết sảy. Đó, giờ ít khi nào mà ở Sài Gòn mà Du quay cái clip nấu ăn cho mọi người xem, đúng không? Tại vì ở Sài Gòn thì công việc nhiều khi bận quá. Mà mấy ngày hôm nay thì cách ly mà mình không có đi ra đường á, cho nên là ở trên đây thì tự nấu ăn. Đem lại cái đi chùa. Ừ, thôi anh Căng không đi khỏi cơm, giảm cân, bớt tinh bột, nó căng quá hấp dẫn.
giờ là sẽ tới món gà chiên bột. Nãy giờ thì Du đã ướp bột xong gà rồi nè. Thì bây giờ mình đang bắt bếp lên để chờ dầu nó sôi sắp sắp tí xíu là mình sẽ bắt đầu chiên. Bữa giờ lên đây là ăn rau củ nhiều hơn. Hôm nay thì cho mọi người ăn thịt nhiều xíu xíu. Lên đây là đang tính là làm chế độ giảm cân đó. Để kiểm tra coi chảo sôi chưa, bắt đầu chiên được rồi đó nha. Bây giờ thì để bỏ vài cục gia chiên. Mà ngày ăn 3 bữa vậy là bao mập không có gì. Mọi người thấy đó, sau cái cú hậu đậu của bạn chuột á, thì rốt cuộc thì Du cũng phải đích thân xào rau luôn. Bây giờ đang làm món rau xào với dầu hào. Chuột cắt cẩn thận thôi, nó bắn dầu ra tùm lum đi kìa. Có cách nào chiên mà không có bắn không hả? Có bí quyết riêng nhưng mà phải chỉ chuột sau. Nhưng mà bây giờ coi chừng úp nguyên cái chảo dầu vô mặt hả? Hay chưa, nghe chưa? Không làm đổ bể nó nghe chưa? Thơm lắm mà con. Mà không biết làm sao mà cắt ra một tô thịt gà mà sau khi bạn hỏi chiên xong còn có nhiêu đây nè. Sao kỳ vậy ta? Thịt gà nó teo lại á. Thịt gà nó teo lại. Họ đâu biết gì đâu. Đây, bây giờ là đợi Du xào xong dĩa rau này nữa là mình có thể ăn cơm rồi. Nãy giờ là có canh nè, có món chín nè. Rồi bây giờ xong rau nữa là xong. Đây, món cải thìa sốt dầu hào đã xong rồi. Bây giờ thì Du sẽ bày lên mâm và mình sẽ bưng lên phòng ăn. Bây giờ mình sẽ bày ra xong rồi mình sẽ gọi mọi người xuống ăn. Món ăn thành quả nãy giờ mà Thỏ với chuột đã nấu ăn đây. Mời cả nhà ăn cơm. Bây giờ thì Du sẽ kết thúc clip ở đây để mà ăn cơm cùng với các bạn. Không biết là có tập sau hay không nhưng mà mọi người hãy nhớ đón xem trên kênh YouTube của Miu nha. Sẽ có nhiều điều thú vị và bất ngờ dành cho mọi người đó nhé nha.